liên quan đến việc nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị sát hại. Thanh Niên dẫn nguồn tin từ một lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Quang Bình, 43 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, ngày 19 tháng 2, công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án giết người, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Bình. Đối tượng Bình bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Thanh niên đối tượng này là anh vợ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng và có tiền sử bệnh tâm thần do uống rượu, từng hai lần đi cai nghiện ma túy. Đối tượng Bình từng điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Kinh Tế Ưu từ 11.6 đến 7 tháng 8 năm 2019. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Bình có hai tiền sự, đưa đi cai nghiện bắt buộc năm 2004 và trộm cắp tài sản năm 2007. Tại địa phương, Bình là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, bị công an lập hồ sơ theo dõi và quản lý. Trước đó, theo nhiều nguồn tin, đối tượng Bình đã lên cơn ngáo đá khi sát hại Bình. Tuy nhiên, khi khai nhận tại cơ quan công an, Bình thừa nhận có mâu thuẫn trong việc sinh hoạt gia đình, và trước khi gây án, Bình đã uống nửa lít rượu. Sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng khiến nhiều người đau xót. Ảnh: Internet. Theo thông tin trước đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng Dương Quang Bình sinh năm 1977, trú số 12 ngõ 609 Bạch Đằng, lên cơn ngáo đá đã đâm chết một người, tự đốt xe máy. Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế đối tượng. Nạn nhân là nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng, phó trưởng đoàn ca kịch tại nhà hát nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Trần Lily, giám đốc nhà hát cho biết, nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng công tác tại nhà hát từ hơn 20 năm nay. Anh là giọng nam trung, baritone, một trong những giọng cao opera số 1 của Việt Nam. Tin anh Dũng ra đi đã khiến toàn bộ cán bộ, nhân viên tại nhà hát vô cùng bàng hoàng, đau xót. Let's block us, oi.